Ông Nguyễn thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tham dự hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo năm 2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ. Năm 2022, lãnh đạo nhà trường quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức được quan tâm thực hiện, có trên 91% giảm viên có trình độ sau đại học, hơn 95% sinh viên bậc cao đẳng, 100% học sinh bậc trung cấp có việc làm sau một năm tốt nghiệp. Ông Nguyễn thực hiện đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo nhà trường đồng thời lưu ý nhà trường tiếp tục quan tâm xây dựng đào tạo nâng cao chất lượng trình độ cán bộ viên chức phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đào tạo các ngành có cơ hội việc làm cao theo định hướng phát triển của thành phố cần thơ và đồng bằng sông cửu long